copyវាមកកន្លែងនេះមួយControl យើងមកខាងលើមួយទៀត Control នេះយើងមិនបាច់ទេពួកឯខាងនេះដូចគ្នាចាំយើងធ្វើនេះហើយយើង copy វាទៅអញ្ចឹងតែមកយើង select ទៅលើកន្លែងហ្នឹងយើង make new nit ហើយចាំយើងคลิกវា3ដងយើង select អញ្ចេះយើងមូតម្លាក់ចុះក្រោមមកនៅក្នុងហ្នឹងយើងមូវាតម្លាក់ចុះក្រោមវាអត់មកយើងប្រើខ្សែវាឲ្យ smooth ឲ្យនេះតិចសិនមកចាំយើង select អញ្ចេះបានវាមកអាហ្នឹងណាបានវាធ្លាក់មកអញ្ចឹងយើងទាញវាមកត្រឹមហ្នឹងមកអានេះវាវាចអញ្ចឹងលោកគ្រូទាញឲ្យវាត្រង់មកលមមកបានអានេះក៏អញ្ចឹងដែរបង្កើតខ្សែឲ្យវាសិនចាំយើង select លើវាបានយើងទាញវាមកកន្លែងហ្នឹងបានយើងទាញវាមកអាហ្នឹងហើយយើងរំកិលទៅខាងឆ្វេងបន្តិចនេះហើយយើង select អានេះ delete ចោលបានហើយយើងតឡើង smooth វាវិញនៅខាងហ្នឹងឡើង smooth វាវិញយើងលុបនេះចោលបន្ទាប់មកយើងត្រូវ copy វានេះ copy វាមកខាងណាហើយយើង scale វាមកដកមួយនៅកណ្ដាលហើយចាំយើងmove វាមកខាងណា select នេះ delete ចោល select នេះ delete ចោលឃើញទេในกำลังหายกลายนี่กลายนี้ยืนดัดเวียสันไม่ยูนิตแต่ละวีอาวีนี่มั้งจำยืนตีนมีจักรหอมในกำลังยืนตีนวีมาខាងហ្នឹងមកអានេះក៏អញ្ចឹងដែរយើងទាញវាចុះក្រោមវា3ដង delete វាចោលហើយយើង select លើវាអញ្ចឹងយើង smooth វាវិញអានេះក៏អញ្ចឹងដែរយើងត្រូវចូលទៅក្នុង make new union ទាញវាឲ្យវានេះមកចាំយើង move វាមកខាងណាខ្ញុំមូវាមកខាងណា select លើវាយើងតឡើង smooth អាហ្នឹង select នេះអញ្ចេះ delete ចោលឃើញទេយើងបានជីចិញ្ចាំងហើយយើងបានជីចិញ្ចាំងតបមកយើងគូជីជើងចិញ្ចាំងជី enterយើងមូអានេះមកខាងណាคลิกវា3ដងជាប់គ្នាយើងយកឡាញគូតាមនឹងមកនៅក្នុងហ្នឹងហើយមេរៀនមួយនេះយើងអាចថាជាមេរៀនមួយដែលជាកម្រិត Advanced ហើយនៅក្នុងហ្នឹងហើយអ្នកដែលទៅនឹងនេះថ្មីគឺប្រហែលជាអត់សូវតាន់នៅក្នុងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងអត់តាន់យើងចូលទៅមើលវីដេអូរបស់លោកគ្រូវីដេអូនៅក្នុង channel YouTube ហ្នឹងមានតាក់ទងនឹង basic នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងតាក់ទងនឹង tree ហ្នឹងគឺយើងមាន chỉ trường chén tạo mà dương mơ chỉ khăn lơ này chỉ khăn lơ này cứ lúc cổ miền tầm rộng bạp này xẹp anh chăng lúc cổ sở lệch lơ viên cháy cổ scary mà khăn này đọt mùi màu hai chạy cho so chí in thớt so chí đam bay mây component đam bay mây component tạo mà cổ mù này màu cái lại này hai cổ mù này màu cái lại này này lại nắng ai dương click bị bay đòn chọc này rồi copy đòn chọc này dương trầu màu nồng láng ai dương tiền về màu này còn nắng dương tiền về màu này còn nắng ai dương sạch về từng on trắng dương trầu từ nông phô lồng mì trắng dương bàn các ba là so các bạn ấy hai dương sạch là viết dương phở smooth nè soft and smooth máu được coi dương right click nắng dương trầu lại soft and smooth ấy thì không nắng á để còn nắng trắng dương tiền lại việc can ta thông được cái việc can ta smooth à nắng tại dương cũng ao việc thông page dương mơ để ta mà tầm rộng lại ní mơ để ta tầm rộng lại nắng á cũng ao vì không ai được coi cũng ao vì ấy mà là mồ máu dương bàn vì vậy à nắng á dương thưa việc bàn nắng máu ok à dương click việc bảy đòn dương tờ lọp phải vía này còn chẳng đá dương ai tờ lọp phải vía máu ăn khóm này cứ dương ai revert phải vía máu dương bàn là chỉ cái lại ba tờ xó này hay năng chỉ cái lại chính chén đôi vậy đại dương khơi nắng ní dương khơi ní anh ní anh nắng bảy năng chẳng tẹt toàn năng chỉ nắng dương ai tha dương ai pra thu follow me nơi còn nắng hào dương thưa về tại một trường trái dương clone về dương copy về đại cho sợ ấm lại là biết cho sợ ấm tiền về mà nói dương smart là mù chẳng dương chơi control mới là bay smart là copy nắng á về đại dương ban viên chẳng hói dương trời châu sầu sao lại sáng dương thưa ai vì miền làng chẳng đạm bay dương châu từ capra vía ai vì hiện thống rồi có ai vì hiện bùa này không năng dương ở ai scale về ban thì bà dương scale vía việc kho tùm rồng rồi có một cạch này chỉ nắng á này không năng chẳng dương ở phở scale tế dương phở ta mở vị thi đại lúc cụ ban bằng hàng khăn lơ nè nơi không nắng nơi không nắng và tọa máu lúc cụ chạp là nơi cụ nơi ấy kế lúc cụ chạp là cụ nơi floor khăn khóm nơi không đi lúc cụ render mơ tại pi khăn một trẻ nè chẳng chấm hiền trái lúc cụ còn tại cụ trên trang Việt chào tế hỏi dương mình chạm bạch đặt nơi này thì mà khả năng dương do vì bấm bàn mệt máu này còn nắng chẳng những cô đây tiếng cò lại này muối bạch cô có bạch nơi trên trang thì hai dương lược lại lỡ bày tặc bày mệt bấm bàn này có bày mệt bấm bàn lá hai click bày đón để bị bày đón chọc ní chờ sọt chi enter này còn nắng á này còn nắng rồi bà xanh dương chân cụ chỉ cái lại nắng coi riêng cụ từ ập bàn hạ y tế tại lúc cụ tập bàn năng tế tập hàng mục năng tế hỏi tập máu lúc cụ làng rồi có cụ đây tiếng gọi pi khăn khóm ní này riêng ai tha floor này còn nắng hỏi mùi tiết copy mà khăn lỡ right click mệt nhu nhiến rồi lúc cụ bàn nắng nơi không nắng chẳng dương tiền vì màu khởi bạc này à nắng những tiền vì cắt nhưng render do ta mà bà lọ trên trang khăn một năng máu bà này bà dương trong cô chỉ có cô tiệt màu ở bàn hạ ấy đá dân cụ và time follow me và time ai dân tờ à nắng á nơi không nắng chẳng có lục anh ấy cháu lục này cháu dương bàn vì bà bàn nặng lại nắng chẳng lục cổ tiền vì do chật chẳng máu dương bàn vì tọa máu lục cổ đạn nơi furniture lục cổ này không đấy lục cổ miền nơi furniture hỏi chẳng lục cổ ai tiền nơi simple này furniture muối đảm bày đặt nơi lừa này và giường này không đáng ấy chẳng khổ họ mơ mua sắn chẳng lục khổ mù màu hàng đấy tiền vì tài lẹ cho khó máu nơi không nắng rồi lục khổ lục chào class lục phơi chào lục lại đàm chơ này chào tới ba này lại mày chớ tập máu khổ scale vì ai hiện thông tích nhé bộ ấy bây giờ vua lại đi mau lại nhưng scale vì thông tích tại một đòn đấy ha vậy này chào sánh hai dương sô anh hai o này còn nói dương anh hai o mà và tọa máu lục hồ chạp đàm set up camera này còn nói tại môn nâng chạp đàm set up camera cứ lục khổ tiền đi cho con tích do việc pram nó do việc đọc pram do việc mà thấy ai việc lẹ cho khó mà này không nắng chẳng ở mê riêng và to tiết cứ lục khổ nâng chạp đàm set up camera ca set up camera này không nắng chẳng tệ tông tên nâng mê riêng mối ní lục khổ slash ta trầm nâng sắn hồi mê riêng bắt tóc cứ lục khổ nâng set up nơi camera rồi có dương ai tha set up xin đảm bày render cho mùi V-Ray này không nắng chẳng chỉ trong khó dương nẹ đại tớp nâng châu màu mơ video này dương ai châu từ chân à vào lục khổ bán chui subscribe ទាំងអស់គ្នាហើយចុចប៊ូតុងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីៗតាក់ទងទៅនឹងការ model តាក់ទងនឹងការដាក់ value ឬក៏ដាក់ material និយាយទៅ V-Ray for SketchUp នៅក្នុងហ្នឹងឬក៏មេរៀន 3D ផ្សេងៗទៀតជាពិសេសខាងផ្នែក architecture ឬក៏ interior design នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្ទាប់គឺការ set up camera សម្រាប់ render ជាមួយ V-Ray